Hôm nay mình sao test bàn phím nhé. Đây là Monka A75. Mẫu này cũng đã mắc cũng khá lâu rồi mà hôm nay mình mới có dịp dùng thử. Phím thì mình mượn của bạn mình cho nên không có tháo ra đâu nhé. Bản của mình thì là bản 1 mod, layout 75% không tách cụm chức năng và có núm. Cái mình thì độ hoàn thiện khá đẹp, về mặt nhám có kim tuyến, phần viền thì được vát nhẹ và mép giao nhau của case thì hoàn thiện tốt, không có bị lệch. Bên dưới thì gồm 4 fit tròn và logo Monka. Theo mình thì mình thích cái fit tròn này hơn là cái fit dài. Phím có cấu hình tương tự như các bàn phím giá rẻ hiện nay, là có đầy đủ form, led hình như là BC hoặc là BB vì mình thấy nó cũng khá mỏng. Form switch và led đều là màu trắng, giúp cho led được tỏa tốt hơn. Phím thì sử dụng gasket mount và có trọng lượng tầm khoảng 1,5 kg. Bàn phím của mình thì đang sử dụng Swiss Snow Leopard. Đây là một Swiss Linear có dạng stem box và được lúp sẵn. Lúp thì dính lên trên cả thành của stem và tràn ra ngoài housing luôn. Cho nên các bạn dùng thì chú ý vệ sinh, mắc công nó đóng bụi dơ lắm. Khi cáp thì là ABS xin LED. LED thì sáng đẹp nhưng mà khi mà chuyển qua màu trắng thì nó hơi ngã xanh. Chất âm của phím thì theo mình là nó hài hòa giữa âm thoát và clack, hay nhiều người gọi là creamy. Mình thì mình thấy âm bass nghe rõ, âm top out thì đanh, độ ồn thì hơi ồn so với mình nhưng mà không có quá khó chịu. Tổng quan thì anh em thích miệng liền, mua về dùng ngay thì cứ dùng con này, theo mình thấy ok. Chỉ có là phần stab mod là một chút, còn lại thì cứ để vậy dùng là được rồi.